là nhiều số đang bị ẩn này, con thấy không? Nhiều số bị ẩn quá, bây giờ mình phải tìm các số đấy. Dẫn nhìn trong các phép tính này. Các tính nào dễ thì không biết một cái nữa. Phép tính nào mình tìm được? À, mình sẽ tìm được nửa hình tròn màu xanh, bởi vì là ba số giống nhau cộng lại bằng 9. Ba. Vậy nửa hình tròn màu xanh là ba số 3. Nửa hình tròn màu xanh là số 3. Con điền vào nhé. Này. Rồi. Tao cho mẹ một cái nữa nè. Bây giờ được hai cái rồi. Hết chưa? Ôi chưa. Nó được một cái nữa thôi. Bây giờ mẹ. Rồi, bây giờ sẽ tiếp tục dẫn nhìn nhá. Mình đã tìm được nửa hình tròn là số 3 rồi, bây giờ nhìn xem giúp mẹ phép tính nào mình dễ dàng tìm ra nữa. Đây. Đọc cho mẹ nào. 3 cộng 3 bằng 3 cộng 3 bằng 4. Vậy mình coi là số 1. Đây là 2 số 1. Coi là số 1 đây. 2 số 1. Con điền vào đâu nhỉ? Con điền ạ. Mình coi là số 1 rồi. Vậy thì con lại sẽ tìm được đáp án. Phép tính nào? Con nhìn nào. À, sẽ tìm được hình lục giác. Hình lục giác. Vậy thì sẽ đọc cho mẹ nhá. 3 cộng 4. À, 3 cộng 1. 3 cộng 1. 3 cộng 1 bằng 4. 4 cộng với mấy để bằng 8? 4 cộng với 4. Vậy con đã tìm được hình gì? Là số mấy? Là số 4 ạ. Hình gì nhỉ? Hình lục giác. Đây, 3 số 3 số 4 này luôn nha. 1 2. Sẽ đặt đi con. 3 1 này. 2 này. Và 3. Vậy là mình đã tìm hết chưa? Còn hình nào nữa không nhỉ? Có hết rồi, chỉ còn một cái hình nữa thôi. Hình thang. Hình thang. Hình thang này. À. Con tìm hình thang cho mẹ nào. 11 cộng. Đâu 11 đang đọc nào? 4. 3. 4 cộng. 4 cộng 5 đáp. 1. 8 cộng. 8 cộng. 8 cộng 3 bằng 11. Vậy. Vậy. Vậy số đấy là số 11. Số nào? Vậy là hình này là? Là hình 11. Là số 11 đúng không? 2 số 1 đó con nhé, ở đây nha. Mẹ nhìn thấy số 11 kìa. Mẹ nhìn thấy số 11. Ừ, đây. Đây nhỉ. Mami. Thế là con đọc phép tính cuối cùng giúp mẹ nè. Con ngon để đọc nha. Con đọc phép tính cuối cùng giúp mẹ nè. Con đi phải đi đấy. 3 cộng 3 cộng 3 bằng 9. 3 cộng 1 cộng 4 bằng 8. 3 cộng 1 bằng 4. 4 cộng 3 bằng 11.